Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, phải không các bạn? Người ta hay nói, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh khác nhau, thì có thể ở đâu đó chúng ta sẽ tìm thấy sự công bằng qua những bài học nhân quả. Nhớ ngày xưa, tôi đã từng là một người gắn cả thanh xuân vào công việc mà tôi làm. Sáng trước 6 giờ đã lục đục lên đường, trưa gần 1 giờ mới về tới nhà. Bữa tối của tôi không phải là 6-7 giờ như mọi người, mà là 3-4 giờ chiều. Và 10 giờ đêm tôi lại trở về nhà, mệt nhoài, khói bụi. Ngày này qua tháng nọ, tôi dành hết tất cả thời gian đẹp nhất của thanh xuân cho sự nghiệp của mình. Để rồi đến một ngày kia, tôi nhận ra mình khác lắm. Tôi ít nói chuyện với mọi người, tôi không còn nhiều bạn bè như trước. Tôi thậm chí còn không có thời gian để gội đầu một cách tử tế. Cho nên, một tuần đôi khi tôi chỉ gội một lần để tiết kiệm thời gian. Tôi ăn trong vội vã vì sợ trễ giờ làm. Tôi ít uống nước vì thấy mất thời gian. Tôi chẳng buồn gội đầu vì không muốn chờ tóc khô. Tôi tắm nhanh, nói nhanh, ngủ nhanh, đặt lương xuống là tôi ngủ, bởi không có nhiều thời gian để nằm trằn trọc. Các bạn có ai giống tôi không? Hay có cùng trải nghiệm đó như tôi? Nhưng tôi chưa từng oán trách cuộc đời. Tôi luôn cười rất tươi khi gặp mọi người xung quanh. Tôi luôn hết mình trong công việc. Tôi luôn mong rằng những điều tôi làm là có ích cho xã hội này. Và đến một ngày, tôi nghỉ việc. Tôi không còn tất bật sớm hôm. Tôi không còn bon chen trên các nẻo đường. Tôi không còn phải lội nước hay dắt chiếc xe chết máy của mình trong trời mưa tầm tã, đường ngập thành sông. Tôi không còn phải ăn vội vài muỗng cơm rồi đi làm cho kịp. Tôi không còn phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày. Tôi thực sự đã không còn phải như vậy. Ông trời chắc hẳn đã quan sát tôi từ rất lâu, hơn nhiều năm trời, để đưa ra một quyết định cho tôi được có lại quỹ thời gian thư thả, thoải mái hơn ngày xưa. Giờ đây, ở độ tuổi gần 40, tôi đã có thể học những lớp mình muốn, vào những giờ mình muốn. Tôi có thể gội đầu trong thông thả, theo cách riêng của mình. Tôi có thể nằm đọc một quyển sách, nhấm nháp một ly trà, trên nền nhạc nhẹ vào buổi ban mai. Tôi có thể đưa rước con cái đi học vào bất cứ khung giờ nào trong ngày. Tôi có thể gặp những người bạn tôi thích, cà phê với những người tôi mến và chăm sóc sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của mình tốt hơn. Bởi vì tôi vô tình đã hiểu được giá trị của sự tử tế. Cái sự tử tế mà tôi đã gieo vào cuộc đời, không một lời oán trách. Cái sự tử tế mà tôi luôn dành cho công việc mình làm, chỉ có bản thân tôi là tôi chưa tử tế lắm. Tôi bắt gặp hình ảnh của mình và của nhiều người tôi quen trong quyển sách này. Quyển sách mà tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ tiếc nuối khi sở hữu nó, khi đọc nó, vì giá trị mà nó đem lại quả thật lớn vô cùng. Giá trị của sự tử tế.